Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn tham khảo một cây máy cắt cỏ nha. Cây máy cắt cỏ này nó đến từ thương hiệu của Maruyama nha các bạn. Chữ Maru của chữ Nhật này. Và nó có cái tên riêng là MKF330. Cái máy này cái tầm làm vườn của mình rất là mạnh mẽ nha các bạn. Đánh cước rất là ngon ha. 330 này có nghĩa là 33cc các bạn. Bê tông nó 38 ly nha. Bê tông 38 ly 33cc. Làm cắt cước rất là ngon các bạn. Dòng máy này thì chụp giật thường nha các bạn. Chụp giật thường. Mình đặt tên cho nó là chụp giật siêu bền nha các bạn. Rất là bền bỉ nha. Dòng máy Maru nắp xăng kính nha các bạn. Zin tất hết các bạn. Này, các bạn nhìn thấy gòn đẹp nó rất là ngon ha. Ở đây là nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy thì gồm có xăng cộng với nhớt nha các bạn. Nhớt thì mình dùng nhớt hay thì loại tốt nha các bạn. Xăng cũng vậy, xăng 95 nha. Nói chung xăng máy cũng được mà các bạn biết xăng không cồn nha các bạn. Xăng không cồn thì cái máy mình nó rất là bền nha. Nó không làm hỏng chế hòa khí nha. Pha với tỷ lệ 50cc nhớt trên 1 lít xăng nha các bạn. 50cc nhớt hay thì tốt, trên 1 lít xăng tốt. Cái tỷ lệ đó thì cái máy mình hoạt động rất là ok các bạn. Rất là tốt ha. Chạy nó rất là bền bỉ các bạn. Nếu mà thường xuyên mình chạy máy lớn thì mình có thể thêm nhớt nha. Khoảng 60cc, 70cc cũng được các bạn. Cái máy này nó chạy một cái chế hòa khí quanh rồ nha các bạn. Chế hòa khí quanh rồ hai kim. Cái MKF này rất là dữ các bạn. Chạy chế hòa khí quanh rồ hai kim để mình cho các bạn xem nha. Rất là dữ luôn. Chế hòa khí quanh rồ hai kim của nó đây. Đây các bạn. Các bạn nhìn xem. Cái máy rất là xuất sắc các bạn. Đây, các bạn quan sát cận cảnh xem ha. Ở đây nó có số seri đây các bạn. Các bạn có thể chụp hình lại và phóng to ra để xem ha. Số seri của nó đó các bạn. Đây. Ha. Các bạn có thể chụp hình lại và phóng to ra để xem nha. Và đây là chế hòa khí quanh rồ hai kim nha. Rất là dữ đây. Có cây kim này, cây kim chỉnh tốc độ cao nha các bạn. Kim xăng chỉnh tốc độ cao ha. Và đây là một cây kim xăng nữa, chỉnh tốc độ thấp ha. Cây này chỉnh đầu vào của xăng ha, cây này chỉnh đầu ra của xăng. Cây này chỉnh giống như chỉnh bét kìa các bạn, giống như chỉnh bét đầu ra của xăng. Còn cây này giống như chỉnh bơm vậy ha. Đầu vào của xăng đây, đầu ra của xăng ha. Chỉnh trên này mình chỉnh để tìm cái tốc độ thấp cho nó rất là ngon ha, nhạy nổ. Này giống như chỉnh cho nó tia tia phun nó to nó mịn nha các bạn ha. Đây nó cây này nó phải kết hợp với cây này nha. Mình tìm ra một cái tốc độ cầm chừng thích hợp. Còn cây này mạnh yếu vào cây này nha. Ăn xăng ít ăn xăng. Cây này ăn xăng ít ăn xăng cũng do cây này ha, mạnh nha. Rồi cây này. Và cây này cũng vậy, cây này chỉnh ganh ti ha. Ganh ti êm và ít ăn xăng ha. Cây nào chỉnh đúng nó mới ít ăn xăng các bạn, chỉnh sai là nó bị ăn xăng á. E gió e của nó e sắt nha các bạn. Rất là bền bỉ luôn, e sắt. Và ở dưới nách này nó có made in xa băng nha các bạn. Đây, mình cho các bạn xem. Đây, made in xa băng nha. Đấy. Rất là uy tín nha. In xa băng. Một cây máy rất là đẹp các bạn. Dòng MKF 330 này nó chạy tum lớn bố lớn nha các bạn. Đây công tắc của nó đây, công tắc Nhật luôn nha các bạn. Zin nguyên bản hết, rất là ngon. Các bạn quan sát tiếp về phía bộ lửa của nó đây các bạn. Bộ này dòng bộ hai mảnh ghép nha các bạn. Mình khi cái máy mình sử dụng lâu ngày nó đóng bộ bị nghẹt đường thoát thì nó sẽ yếu ha. Mình có thể mình vệ sinh bô, vệ sinh đường thoát cho nó sạch sẽ thì nó sẽ mạnh lên ha các bạn. Tùm lớn, bố lớn. Đây, các bạn quan sát xem. Đệm hồng của nó nè.
cũng như là tay nắm đó, rất là đẹp luôn ha. Cần láp của nó nè, móc dây đeo của nó ha, láp của nó có số seri đây nè các bạn, cùm của nó này, rất là đẹp ha, tay nắm nè rất là đẹp luôn. Rồi, các bạn quan sát tiếp xem ha. Dây ga zin nha các bạn, zin tắt hết, gì cũng zin hết, không có nào mà lô hết nha. Maruyama biết em ha. Đây các bạn, đây chăn cỏ nó đây, chăn cỏ rất là quen thuộc của dòng Maruyama ha, rất là chắc, trắng bền bỉ luôn, đúng màu đỏ, đúng tông màu đỏ nó luôn. Còn cái cùi này thôi thì hết ý các bạn, cái cùi này cùi vuông nha các bạn, cùi vuông, cùi này thì xài cực kỳ bền luôn các bạn. Các bạn nào có trải nghiệm rồi thì sẽ biết mình không có nói hoa, cái dòng cùi này rất là bền bỉ nha. Ở trên này nó có siêu chống dính cỏ đây các bạn, có chén ốc ngược từ dưới lên này ha, siêu chống dính cỏ rất là an toàn ha, không có bị dính cỏ. Ở dưới này siêu chống mài mòn luôn, rất là đẹp ha, zin tắt hết các bạn, rất là ngon luôn, rất là êm ha. Dao Makita nha các bạn, máy này mà mình gắn cái dao 3 tấc này không hơi gì nó hết ha, nó xài cỡ dao 3 tấc rưỡi mới vừa ha. Thông số kỹ thuật của dao đây các bạn, 300 nè là 3 tấc đó các bạn, 300 nhân 1.5 là độ dày nè ha, nhân 80 là chiều ngang nè ha, và nhân 25 ly 4 là lỗ gắn dao của nó là 25 ly 4 được các bạn. Nó được mài rất là công phu nha các bạn, mài đường mài của nó rất là sắc nét luôn ha, các bạn quan sát xem. Mài này để chi? Để không văng cỏ lên mặt mình đó các bạn. Mài này nó mài 100% phía dưới ha, và 0% phía trên. Về mình muốn cho nó ngọt cỏ hơn nữa ha, thì mình liếc ở trên này 2% nha, 20% nha các bạn, 2/10 đó, mình liếc trên này một chút xíu thì nó sẽ rất là ngọt cỏ luôn ha. Mình đừng nên mài nghịch như cái của nó nha, mài nghịch của nó là văng cỏ và rất là khó cắt cỏ nha. Đưa vô đất á, nếu mà cái dao mình mài nghịch là đưa vào đất là nó dính vô đất, nó không có quay ngọt được ha, và nó văng cỏ, văng đất lên mặt mình không chịu nổi luôn các bạn. Mặc dù có che cỏ đây, chắn cỏ đây, chứ nó văng không chịu nổi luôn nếu mình mài sai nha. Mài y chang như vậy thì nó đúng nha, mình đừng sửa lại cái kiểu khác nha. Rồi tổng thể cái máy mình đây các bạn, MKF330 các bạn, rất là dữ dằn luôn, máy rất là đẹp luôn ha. Rồi để mình gắn cái bô vào rồi mình đổ thử cho con xem nha. Các bạn nào đã từng sử dụng máy thì biết cái chế hòa khí quanh rồ hai kim đó các bạn, nó rất là quý ha, rất là chạy rất là ngon, chế hòa khí quanh rồ mới được nha các bạn. Rồi để mình nổ thử máy cho các bạn xem nha. Đầu tiên thì mình cũng bơm xăng nha các bạn, bơm xăng đóng e thì cái máy nó rất là dễ nổ nha. Khi nó đã nổ xong rồi các bạn giật tiếp là nó nổ thôi, không cần phải bơm xăng nữa nha các bạn. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem, hơi của nó thì cực kỳ đã luôn các bạn. Các bạn quan sát xem dây đó nè, mới tinh luôn các bạn, rất là ít sử dụng luôn ha. Các bạn nghe hơi của nó ha, rất là dữ, hực. Cái máy hơi nhiều như vậy là nó chạy nó mới mạnh các bạn. Các bạn thấy không? Khởi động rất là dễ luôn ha. Dòng tua một các bạn, chỉ một dòng tua một thôi. Thank you.
rất là ngon luôn các bạn. Rất là mạnh mẽ luôn các bạn, bố mắt rất là tốt luôn, đầy rất là êm nha, đáp rất là trơn. KF330 các bạn, xài rất là đã luôn. Cái video mình giới thiệu cây Maruyama MKF330 đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.